Chào ông, dạo này làm ăn phát quá, xây biệt thự to thế mới xứng tầm đại gia như ông chứ. Xây nhà vất vả lắm ông ơi, bao nhiêu tâm huyết của mình mà giờ còn thiếu mỗi một khâu là chọn nhôm thôi mà tôi vẫn chưa tìm được loại ưng ý đây này. Tưởng gì, các công trình dự án lớn bên tôi bình thường quá, lại bảo là nhôm Inostar của tập đoàn Ngọc Việt thôi. Anh bây giờ mang mua nó dùng kém quá, anh muốn đổi sang Việt Nam có được không? Mình có được. Công nghệ ở hàng đầu thế giới. Tôi mẹ nó cứ bị mẹ chậm chờn mất một thời gian đấy. Nó bảo thế thôi thôi. Đi thử lên trên nào. Đi từ trên nhá, đi từ dưới làm gì? Đến 25 năm. Vừa thân thiện với môi trường và giá thành thì vô cùng hợp lý. Inostar hiện được đánh giá là nhà máy sản xuất nhôm công nghiệp và nhôm xây dựng hiện đại và quy mô tại Việt Nam đấy. Ôi, ông đúng là chuyên gia biết tuốt. Bên ông đã tin tưởng dùng sản phẩm nhôm Inostar cho các công trình dự án lớn như thế thì tôi yên tâm quá rồi. Tôi sẽ alo ngay cho hệ thống phân phối của nhôm Inostar. Cảm ơn ông. Đường nữa. Vành đai ba trên cao. Sản phẩm của nút Mai Dịch. Đông Ngạc. Nội thất Kenly phân phối các thương hiệu sofa da hàng đầu thế giới. Website nội thất kenly.vn. Hotline 1800 6398. Kenly chọn đẳng cấp vẹn yêu thương. Lại thêm một khó khăn nữa xuất hiện, đó là khu vực gầm cầu vượt ngã tư Sở. Giao thông đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu quý vị từ Trường Chinh xuôi về ngã tư Sở hay từ ngã tư Sở mà muốn rẽ ra Nguyễn Trãi từ Lã đi ngã tư Sở, giao thông đang gặp trạng thái dừng chờ rất là lâu. Chắc chắn là quý vị sẽ phải mang theo sự bình tĩnh kiên nhẫn hơn khi di chuyển qua khu vực này. Hay trước đó là từ Tố Hữu theo hướng đi đường Thế Vinh, ngã tư Tố Hữu Trung Văn, giao thông có tình trạng ùn dài. Rồi khu vực Sa Đôi Đại Mỗ, giao thông đang có tình trạng ùn dài. Các phương tiện đang phải dừng chờ lâu hơn ở tuyến đường này. Theo thông tin từ đồng chí Nguyễn Thành Trung, đội cảnh sát giao thông số 6, trên tuyến đường Vũ Phạm Hàm, cách cầu 361 khoảng 100m, ít phút trước xảy ra va chạm giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy. Ngay lập tức giao thông gặp khó khăn, nên khuyến cáo các bác tài chúng ta tạm thời không di chuyển vào khu vực này để tránh ùn tắc giao thông. Xin nhắc lại, chúng ta nên tránh tuyến đường Vũ Phạm Hàm ngay gần cầu 361. Do có va chạm giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy nên giao thông đang gặp nhiều khó khăn tại đây. Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết phân luồng, nhưng để tránh tình trạng ùn tắc thì các bác tài nên tham khảo một tuyến đường phòng tránh khác. Ngã tư Nguyễn Sương, Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện di chuyển ổn định, còn men theo tuyến đường Nguyễn Văn Cừ để lên cây cầu Trương Dương, giao thông tiếp tục có trạng thái chậm dần đều. Chương trình cũng có thông tin từ khu vực qua địa bàn của cũng là quận Thanh Xuân trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Không chỉ khó khăn bắt đầu từ phía gần cầu vượt ngã tư Sở Đông mà đi tiếp trên tuyến đường Nguyễn Trãi sẽ vào Nguyễn Trọng Phụng, rồi khu vực ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân và đặc biệt là ngã tư Nguyễn Trãi Quất Duy Tiên, mật độ các phương tiện đều đang gia tăng ở mức rất là cao. Đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái, thính giả Phan Dũng cho biết giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Thực sự đây là một lộ trình mà sáng nào các bác tài cũng phải di chuyển rất là vất vả, mặc dù xuống dốc đấy nhưng mà thực sự là chúng ta không thể có được một tốc độ ưng ý đâu. Đó là khu vực đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái, giao thông đang có tình trạng ùn dài. Đại lộ Thăng Long qua thiên đường Bảo Sơn có tình trạng xe máy đi lạng lách, rồi có chở nội tạng của động vật và làm đổ ra đường, giao thông gặp cản trở theo hướng điện trung tâm. Đó là khu vực đại lộ Thăng Long qua thiên đường Bảo Sơn. Rất cảm ơn các thính giả đã nhiệt tình báo tin. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau 2 phút. Cánh đồng đi và đồng đi xe về. Không phải là khúc, không có tác dụng. Xếp rồi, anh đi vào đây. Chào bác, chuyển ra của tôi đây rồi. Chào chị, nhìn chị không được khỏe. Vâng, mấy ngày vừa lạnh này, xương khớp của tôi đau nhức cả ngày đêm. Không ăn ngủ, không đi lại được. Gặp được bác là tôi mừng lắm. Người bị thoái hóa khớp, viêm khớp như chị là rất hiếu. Ai già cũng phải gặp thôi. Vậy có nguy hiểm không ạ bác? Đó là do sụn khớp và xương dưới sụn hư tổn, đau nhức, thậm chí nặng hơn có thể không đi lại được. Vì vậy phải bảo vệ, tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn giúp giảm đau chị ạ. Giờ tôi phải làm sao đây ạ? Hôm qua được đường thì hai lắp đi xa phết đấy. Đã có sản phẩm chăm sóc xương khớp rất mắc, sản xuất tại Mỹ, chứa dưỡng chất sinh học beta giúp tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn, làm chậm thoái hóa khớp, giảm đau nhức xương khớp, hiệu quả đấy. Tôi đã uống nhiều loại khác, hiệu quả chưa thấy đâu mà bị đau dạ dày rồi. Nhưng rách mắt có làm đau dạ dày không ạ bác? Chị yên tâm, rách mắt không làm đau dạ dày. Hàng triệu người Việt Nam đã sử dụng nhiều năm nay đều thấy rách mắt hiệu quả tốt và an toàn. Giờ rách mắt đã có chai nhỏ, giá chỉ 175.000 đồng. Chị
mua dùng thường đi. Vâng, cảm ơn bác. Tôi mua rách mắc uống ngay đây. Rách mắc giúp giảm đau xương khớp, tái tạo xương khớp và sinh lý chủ. Rách mắc tự hào là sản phẩm chăm sóc xương khớp được quen dùng và hàng triệu người Việt Nam tin tưởng. Điện thoại tư vấn 1800 556 889. Test cho nó thoải mái. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2020, nhằm tri ân quý khách hàng, Taco hân hạnh dành tặng chương trình ưu đãi lên đến 30 triệu đồng khi mua cơ dòng xe tải Mitsubishi Fuso. Mitsubishi Fuso, dòng xe tải cao cấp đến từ Nhật Bản, được Taco sản xuất lắp ráp và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đại lý Taco gần nhất hoặc truy cập website www.fuso.com.vn. Biết là một cái cầu này rồi. Dạ, sếp đấy ạ. Việc tôi giao cậu đã làm được. Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá. Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 và sản xuất chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài. Nhưng giá cả thì sao? Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan. Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn. Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền. Tân Xuân, Tân Xuân, tôi hiểu rõ ngôi nhà vững chắc cần một hệ thống ống nước bền bỉ. Tôi chọn ống nhựa Strowman. Ống nhựa Strowman, chuyên gia ống trong tường, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giải độc gan tuổi tinh, chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan, đặc biệt là xơ gan do uống nhiều rượu bia. Đi trong Simputra luôn. Đi Simputra móc lên hoa móc ướt thằng Tôn. Điểm qua những diễn biến giao thông đáng chú ý trong ít phút vừa qua. Khu vực Tố Hữu Trung Văn hướng Đưa Liên Thế Vinh, giao thông đã có tình trạng ùn dài. Khu vực Tố Hữu Trung Văn ùn dài hướng Đưa Liên Thế Vinh. Ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ giao thông khó khăn từ khá sớm. Quanh ngã tư Sở, nhất là từ Trường Chinh xuôi về ngã tư Sở, rồi men theo tuyến đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải di chuyển khá là vất vả rồi. Từ đường dẫn cầu Vĩnh Tuy xuống đến Nguyễn Khoái ùn dài. Và cũng khá đáng chú ý trên tuyến đường Vũ Phạm Hàm gần cầu 361 có va chạm giữa xe bồn và xe máy, giao thông gặp khó. Lực lượng chức năng cũng đưa ra lời khuyên là nếu có thể các bác tải đổi lộ trình, nếu không muốn mất quá nhiều thời gian dừng chờ tại đây. Đó là trên tuyến đường Vũ Phạm Hàm đoạn gần cầu 361 va chạm giữa xe bồn và xe máy, các phương tiện đang phải di chuyển rất là khó khăn. Thính giả Nguyễn Duy vừa lưu ý với các bác tài là trên tuyến đường Láng vừa có xe ba gác chở cầm kềnh, thậm chí là chở theo những cái tấm tôn rất là nguy hiểm. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng và chú ý. Phóng viên Bá Minh có lộ trình khảo sát qua tuyến đường Ngọc Hồi. Anh cho biết các phương tiện di chuyển được bình thường toàn tuyến. Đông hơn thì khi chúng ta rẽ vào Giải Phóng để xuôi về phía Lê Duẩn. Ngay sau đây sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục An sinh xã hội. Mời quý vị cùng lắng nghe. 300 cái cùm. Thì mỗi thứ là mấy? 300 cái cùm cả. Mỗi thứ 300 cái. Giống như lần trước ấy. Chuyên mục chuyển sang lần này An sinh xã hội. Chuyên mục thì năm 6:30 mỗi. Hôm qua thằng Cường nó còn bảo là xe anh có chở được cái thép chữ A. Quý khán giả đang lắng nghe chuyên mục An sinh xã hội. Thép chữ A không, mình bảo là thế bao nhiêu cái, nó 49 cái. Xã hội Việt Nam chỉ có mở đầu là xe lỏng lẻo. Đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giảm đáng kể so với trước kia. Từ 115 thủ tục vào năm 2014, không có được gãy cầu luôn ấy. Và năm 2019, chỗ phải trả hàng nhiều thủ tục hành chính rút ngắn cả về thời gian giải quyết, số hồ sơ, giấy tờ trong hồ sơ, giấy tờ giảm nội dung phải kê khai. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, đơn vị này đang thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 28 thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có trên 98,8% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Kết thúc năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019. Trong đó, khối học sinh phổ thông có tỷ lệ tham gia cao nhất, chiếm 97,7%. Thưa quý vị và các bạn, song song với phương thức trả lương trực tiếp từ năm 2018 đến nay, thành phố Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác trong cả nước đã thực hiện chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân
khỏe ATM khi dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân đã được thực hiện một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, hiện người hưởng lương hưu vẫn còn nhiều băn khoăn e ngại khi tham gia phương thức này. Việc nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM mang lại nhiều thuận lợi và an toàn cho người hưởng. Theo đó, tôi đề nghị nhận lương hưu sau khi nhận ủy quyền từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Các ngân hàng sẽ hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản ATM của người hưởng đầy đủ, kịp thời, giúp người hưởng tránh rủi ro khi đi lại. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hình thức chi trả lương hưu qua thẻ ATM phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ người tham gia hình thức này còn thấp. Theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, dù triển khai hình thức trả lương hưu qua thẻ ATM kể từ năm 2018, nhưng do thiếu cây ATM đến tháng 9 năm 2020, việc chi trả lương hưu qua thẻ trên địa bàn thành phố mới đạt trên 159.000 trên 600.000 người, chiếm tỷ lệ là 27,26%. Ngoài ra, việc người cao tuổi đi lại khó khăn, khó thao tác trên cây ATM, không bảo đảm an toàn khi rút tiền cũng là một trong những lý do người nhận lương hưu vẫn chưa mặn mà với hình thức chi trả này. Ông Trần Văn Trường, 67 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, hàng tháng ông và nhiều cán bộ hưu trí khác vẫn ra Ủy ban Nhân dân phường để nhận lương hưu nên thành thói quen. Cũng có một số người nhận qua ngân hàng thôi, chứ còn hầu hết là vẫn tiền mặt. Ví dụ quy định từng ngày, như phường chúng tôi thì là mùng 3 hàng tháng, đúng ngày ấy thì đến lĩnh tiền. Còn bà Nguyễn Thị Xuân, trú tại Vạn Phúc, Hà Nội tâm sự, dù được giới thiệu tới phương thức chi trả qua thẻ ATM, song do tuổi cao mắt kém, lại không thành thạo công nghệ thông tin, nên bà vẫn lựa chọn phương thức chi trả bằng tiền mặt thông thường. Dự ra như tôi lúc là 65-70 tuổi ra thì thứ nhất là cũng tiếp cận được cái công nghệ thông tin nên không biết cách. Thứ hai là đi rút tiền được thì nó cũng không an toàn ở các cái điểm rút tiền. Để khuyến khích người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản thẻ ATM, cơ quan bảo hiểm xã hội hỗ trợ người hưởng chi phí mở tài khoản cá nhân lần đầu và chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng nếu có. Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã đề xuất với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhận tiền qua tài khoản cá nhân, giảm phí mở thẻ, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt, các giao dịch đều được giảm hoặc miễn phí, tăng cường lắp đặt mở rộng hệ thống trụ ATM, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa, để người lao động, người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng hiệu quả, cung cấp đủ lượng tiền, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy ATM. Đi ăn nhậu là bú rượu của con tát say mềm người. Bọn kia đừng. Quý thính giả thân mến, tới đây chuyên mục An sinh xã hội xin được khép lại. Nội dung do kênh VOV Giao thông cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện. Thằng chỉ ăn rồi, nó đéo uống. Thành nó chỉ ăn rồi, đéo uống. Thằng đèn uống. Ít phút vừa qua chúng tôi đã ghi nhận thêm một thông tin khả quan từ anh Nguyễn Hữu Nam, nhân viên tiền đường công trình giao thông 2 có báo về liên quan đến vụ va chạm giữa xe máy và xe bồn trộn bê tông ở trên đường Vũ Phạm Hàm gần cầu 361. Hai phương tiện đã được di rời và giao thông cũng đã ổn định hơn rồi. Như vậy là sau khi có sự điều tiết của lực lượng chức năng, tuyến đường Vũ Phạm Hàm qua cầu 361, việc đi lại của chúng ta đã ổn định hơn. Trở lại với đại lộ Thăng Long ở làn cao tốc gần cầu Phú Đô, vừa có một xe máy chở thực phẩm bị đổ thực phẩm ra đường và chưa được khắc phục, giao thông tiếp tục cản trở theo hướng đi trung tâm thành phố. Đó là đại lộ Thăng Long, làn cao tốc, đoạn gần cầu vượt Phú Đô, giao thông gặp cản trở theo hướng xuôi về phía trung tâm. Trên tuyến đường Trần Phú qua Học viện An ninh thì vẫn còn đông lắm. Đó là thông tin từ thính giả Thanh Tùng có chia sẻ với chúng tôi. Đó là tuyến đường Trần Phú qua Học viện An ninh, giao thông đang gặp khá là nhiều khó khăn theo hướng xuôi về phía Nguyễn Trãi. Còn liên quan đến tuyến đường Nguyễn Trãi thì vẫn là những trạng thái khó khăn, bắt đầu từ ngã tư Sở men theo tuyến đường Nguyễn Trãi qua nút giao Vũ Trọng Phụng rồi khu vực ngã ba Nguyễn Trãi Mỹ Xuân, và chúng ta sẽ phải dừng chờ lâu hơn ở ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển. Tiếp theo là thông tin đưa về từ các khán giả với lộ trình lưu thông ở khu vực ngã tư Thái Hà Hoàng Cầu, các phương tiện di chuyển chậm một chút. Đồng chí Phạm Huấn, đội trưởng đội thanh tra giao thông huyện Đan Phượng cũng vừa đi qua khu vực nút giao Thái Hà Hoàng Cầu và anh cho biết nhịp độ giao thông tuy có đông, đôi lúc hơi chậm nhưng trạng thái chậm chạp trong sự ổn định, không quá đáng lo ngại. Phố Đại Linh từ ngõ 44 đến ngõ 54
có nhiều xe ô tô dừng đỗ, đường thì đã nhỏ hẹp thì chớ, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Đó là trên con phố Bắc Ninh có tình trạng nhiều xe ô tô dừng đỗ trên đường, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Và nếu chương trình có bỏ sót những điểm đáng chú ý nào, khó khăn nào, thì bạn cũng đã cùng với chúng tôi cập nhật. Wilham Thanh Thụy công trình biểu tượng mới đem Nhật Bản tới nơi đất tổ Việt Nam. Wilham Thanh Thụy cùng tiêu trần thế giới dương ngọn cờ phấp phới bao khát vọng thanh thang, nghỉ dưỡng sức khỏe với đầy tiện nghi, đem tới trải nghiệm tuyệt vời Omeli kiến trúc Nhật Bản không to ri hùng vĩ, dịch vụ hoàn hảo nó cả nhà cùng đi. Mẹ ơi con thích khoáng nóng Nhật Bản, chồng ơi thích khoáng nóng Nhật Bản, vợ ơi anh thích khoáng nóng Nhật Bản, bà ơi tôi thích khoáng nóng Nhật Bản. Khoáng nóng Nhật Bản chỉ có tại đây, khoáng nóng Nhật Bản chất lượng ngất ngây, khoáng nóng Nhật Bản cả nhà cùng thích, khoáng nóng Nhật Bản tại Wilham Thanh Thụy, khoáng nóng tinh hoa giao hòa Việt Nhật. Một sản phẩm của Asen Fuji. Mà cái gì ngâm gà lấy xong khu đô thị Tây Hồ Tây, giờ đây là đường Hàn Quốc đầu tư vào phát triển, rồi bắt buộc phải nấu cơm để di chuyển tới trung tâm thành phố và cảng hàng không Nội Bài, cùng không gian kiến trúc và thiết kế nội thất mang hơi thở Hàn Quốc. Starlet là sự lựa chọn hoàn hảo cho phong cách sống văn minh đẳng cấp. Với chính sách bán hàng chiết khấu 9%, việc sở hữu căn hộ tại Starlet càng trở nên gần hơn bao giờ hết. Starlet, nơi giá trị nâng tầm đẳng cấp. Liên hệ 1800-0003 để biết thêm chi tiết. Của quỹ đất đô thị được cấp sổ đỏ, chiếm 6% diện tích Phú Quốc. Mayhomes Capital Phú Quốc mang lại giá trị đầu tư 3 trong 1. An cư, nghỉ dưỡng, sinh lời bền vững. Mayhomes mở bán phân khu Rosada, trung tâm của dự án, với chính sách vô cùng hấp dẫn. Khách hàng sẽ được hỗ trợ vốn vay lên đến 65% giá bán, thời gian vay 20 năm. Hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Chỉ từ 1,8 tỷ đồng, khách hàng đã sở hữu ngay một shophouse kề sát bãi trường, diện tích đất 117m² và được cấp sổ đỏ. Cùng với đó là bộ quà tặng trị giá 350 triệu đồng. Khách hàng sử dụng vốn tự có được chiết khấu 8% tổng giá trị shophouse đã bao gồm VAT. Mayhomes Capital Phú Quốc, thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu. Tạo tác tinh khôi, giá trị vững bền. Hotline 0968 69 99 99. Làm gì mà đăm chiêu thế ông bạn? Đang tình sơn cho đẹp mới mà phải đúng đủ vợ cỡ à. Vợ tôi là rất ưa dùng đồ Nhật. Đang nói rằng đồ Nhật tốt thật chuẩn. Nhà mới mọi thứ phải thật chất. Đúng rồi. Kể cả sơn cũng phải sai hàng Nhật. Kansai Paint đúng sơn theo tiêu chuẩn Nhật. Ông chọn ngay là vợ thích phát nhất. Kansai Paint. Kansai Paint top 8 thương hiệu sơn lớn nhất toàn cầu. Kansai Paint là sơn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, an toàn với môi trường và sức khỏe con người. An tâm tuyệt đối luôn. May quá, tôi chọn luôn Kansai Paint. Kansai Paint thương hiệu 100 năm đến từ Nhật Bản. Bảy giờ 25 phút sáng rồi, chắc chắn các bác tài và quý thính giả cũng đã cảm nhận thêm sự sôi động của giao thông, khiến cho chúng ta di chuyển khó khăn hơn, thậm chí là dừng chờ lâu hơn qua các điểm giao cắt. Mới đây chúng tôi có chia sẻ từ các thính giả với lộ trình lưu thông ở khu vực nút giao Đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển khá là khó khăn theo tất cả các hướng. Rồi từ hầm chui Trung Hòa đi lên Trần Duy Hưng, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Đi tiếp tới nút giao Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, các phương tiện di chuyển chậm. Ngay trên tuyến đường Hoàng Minh Giám, giao thông gặp nhiều khó khăn, thậm chí vẫn còn tình trạng xe ô tô quay đầu ở điểm cấm quay đầu xe trên tuyến đường Hoàng Minh Giám, khiến cho hình ảnh giao thông của đường xá càng trở nên lộn xộn hơn. Từ tuyến đường Trần Duy Hưng, quý vị muốn lên cầu Vượt Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm, thậm chí là rất chậm. Đường dẫn từ Đại lộ Thăng Long lên vành đai ba trên cao, các phương tiện cũng đang phải đi chậm. Ngã ba Giải Phóng Trương Định, chúng ta còn gọi là ngã ba đuôi cá, mật độ cao, chúng ta lâm vào trạng thái rất chậm theo hướng xuôi về phía Lê Duẩn. Áng chừng việc dừng chờ của các bác tài sẽ có thể lên tới khoảng 2 đến 3 nhịp đèn tín hiệu giao thông qua ngã ba Giải Phóng Trương Định để xuôi về phía Lê Duẩn. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại thông tin về khu vực Trần Phú qua ngã ba Nguyễn Văn Lộc qua Học viện An ninh, giao thông tiếp tục có tình trạng ùn dài theo hướng xuôi về Nguyễn Trãi. Không rõ là khu vực Tố Hữu Trung Văn có còn gặp khó hướng đi Lương Thới Vinh không, hay ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ, rồi quanh khu vực ngã tư Sở, quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, các bác tài có vất vả quá không? Nếu có đoạn đường nào mà khó khăn ách tắc, rồi ách tắc đến mức nào, rất mong quý thính giả hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật. Nhưng mà cái xe tám tiếng ngồi trong văn phòng trần phòng vì giày cao gót, trụ cột là càng lo âu, khởi đầu lúc nào cũng khó. Đã có đệm xương đàn hồi thay đổi giấc ngủ của bạn, Farm Dominion bạn cần là chúng tôi có. Ông lo cùng nhau gác lại êm ái cho mọi khởi đầu, gạt đi hết âu lo mỗi
này đem phong đó miên nhiên bên cạnh sẽ cho khả đau ấm em mỗi đêm ngủ ngon. Đệm phô áp Dominion, dòng đệm cao cấp từ thương hiệu nệm Kim Cương cho không gian nhà mới của bạn thêm tiện nghi. Công nghệ từ Cộng hòa Liên bang Đức, độ đàn hồi cực cao giúp nâng đỡ, bảo vệ cuộc sống, mang đến giấc ngủ thật sâu. Đệm phô áp Dominion, gác lo âu khởi đầu êm ái. Trốn cân bằng an yên tại 390 Nguyễn Văn Cử, nơi nhà sang bên sông, sống xanh kề phố, tại trung tâm Long Biên, Bờ River, Trạc Đành. Được xây dựng theo triết lý về sự cân bằng, mang lại cuộc sống hạnh phúc trên nền tảng sống khỏe, nơi miền xanh giao hòa. Được phát triển bởi PRG Group, thương hiệu dày dạn kinh nghiệm trong việc kiến tạo những không gian sống xanh sang trọng, cùng công ty tư vấn thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới West Green Design Canada. Bên cạnh vị trí nổi trội, với chỉ 2 km tới phố cổ và kết nối dễ dàng yêu môn Long Biên, bệnh viện Tâm Anh, trường học quốc tế và hàng chục hồ điều hòa, River Trạc Đành sở hữu hơn 30 tiện ích đẳng cấp với 14 khu vườn xanh mát, hai hồ bơi ngoài trời. Sở hữu căn hộ tại River Trạc Đành là bạn đang sở hữu một giải pháp sống cân bằng ưu việt, chỉ từ 10% ký hợp đồng mua bán, ngân hàng Sibank cho vay tới 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 12 tháng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Hotline 0886633390, 0886633390. Anh ơi em muốn mua một căn xa phía hai ở Gold Mart City, 136 hồ tung mẫu gần trường học và công viên, tiện ích khép kín tuyệt vời, thanh toán 30% là có thể nhận nhà. Mua đi em, xa phía hai căn hộ đẳng cấp từ 3,4 tỷ, căn 3 phòng ngủ chiết khấu 15%, tiến độ thanh toán trong 3 năm, cơ hội chung sẽ mạnh sẽ đến 1,7 tỷ ngày nhé. Liên hệ Hải Phát Land để được tư vấn căn hộ Sapphire 2 ngay hôm nay, 0978 294969. Giao thông chậm hơn và khó khăn hơn là những cụm từ mà chúng ta dành cho nhau mô tả đường xá lúc này. Nhiều tuyến đường chúng tôi quan sát thấy lượng phương tiện đang dày lên khá là nhanh và tốc độ vòng quay bánh xe của quý vị chậm đi đáng kể, như quanh khu vực cầu Tó các phương tiện đang phải lưu thông chậm hơn. Rồi lộ trình tiếp theo cũng có tình trạng chậm chạp được các thính giả phản ánh, đó là khu vực ngã ba Giải Phóng Kim Đồng. Như vậy là men theo cửa ngõ phía nam từ Ngọc Hồi chúng ta đi vào Giải Phóng, qua những điểm giao cắt đều là sự chậm chạp. Ngã ba Giải Phóng Kim Đồng hay trước đó là khu vực ngã ba Giải Phóng Đuôi Cá Trần Định. Với tuyến đường cầu Bưu qua viện K3 Tân Triều hay khu vực ngã ba Sa La, giao thông cũng đều có tình trạng chậm chạp, nhưng mới đây thính giả Xuân Hòa cho biết chậm mà ổn với sự điều tiết của lực lượng chức năng. Vâng, đủ để thấy là lực lượng chức năng cũng đã phân bổ khá là đồng đều lực lượng để ứng trực quanh khu vực ngã cầu Tó, cầu Bưu cũng như là ngã ba Sa La, những điểm nóng giao thông trong các khung giờ cao điểm sáng chiều. Thính giả Minh Tú thì chia sẻ vành đai ba trên cao qua nút giao Nguyễn Trãi chúng ta lưu thông được ổn, nhưng mà xuống ngã tư Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến thì các phương tiện sẽ phải di chuyển với trạng thái chậm hơn. Như vậy là đường trên vành đai ba qua nút giao Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến thì đi ổn, nhưng mà đường dưới nay ở ngã tư Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến, nhất là hướng từ Nguyễn Xiển xuôi về ngã tư này, từ Nguyễn Trãi xuôi về ngã tư này, các bác tài đều phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Xa đôi Đại Mỗ thì vẫn còn ùn lắm, các phương tiện di chuyển rất chậm. Một thính giả vừa báo cho chúng tôi thông tin đó là khu vực xa đôi Đại Mỗ vẫn còn ùn dài. Rồi tuyến đường Trần Phú tiếp tục là trạng thái lượng xe thì phủ kín lòng đường, giao thông thì rất là chậm chạp theo hướng xuôi về phía Nguyễn Trãi, nhưng thôi hy vọng là chậm nhưng đừng có tắc. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Nguyễn Văn Thanh, công ty đường bộ 1 Hà Tây có phản ánh tỉnh lộ 427 qua km 5+600 có tình trạng là công trường thi công, rồi xuất hiện một ổ gà khá là lớn ở trên đường, giao thông gặp cản trở qua đây. Đó là tỉnh lộ 427 qua km 5+600, nơi đây đang có công trình thi công nên là đường xá cũng khá là xuống cấp. Trở lại với khu vực đường Vũ Phạm Hàm qua cầu 361, giao thông vẫn còn chậm chạp một chút. Liên quan đến vụ va chạm giữa xe máy và xe tải tại đây thì hiện trường chỉ còn lại chiếc xe gắn máy thôi, nên là giao thông vẫn gặp đôi chút cản trở và chậm chạp ở trên tuyến đường 361 theo hướng
trên tuyến đường Vũ Phạm Hàm theo hướng xuôi về phía cầu 361. Thực tế là sáng nào cũng vậy, dọc theo tuyến đường Láng hay là khu vực Vũ Phạm Hàm, giao thông cũng đều rất là đông đúc chậm chạp. Sáng nay thì cũng có thêm một vụ va chạm, nhưng may mà không tắc quá lâu. Thời điểm này chúng ta chỉ còn di chuyển chậm một chút tại đây thôi. Các bác tài chúng ta cứ từ từ bình tĩnh mà lần lượt đi qua nhé. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút. Ánh sáng nhà máy thì tối, đèn chiếu sáng thì nóng, chi phí tiền điện ngày càng tăng, thị lực mắt ngày càng kém, năng suất lao động giảm. Bạn có giải pháp gì? Roman tự hào mang đến giải pháp chiếu sáng LED cao cấp Roman Pro, chuyên dụng cho nhà máy, ánh sáng trung thực, tuổi thọ cao, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sử dụng đèn LED Roman Pro, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm hơn 30% so với các đèn LED thông thường. Đặc biệt, đèn LED Roman Pro chỉ sử dụng chiếc LED từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Osram của Cộng hòa Liên bang Đức, Green, Mỹ. Từ nhà máy hôm nay, dựng xây tương lai đi tới. Có Roman Pro đây, chọn ngay chẳng cần nghĩ ngợi. An toàn luôn trên hết, chống nước lại chống sét, tuổi thọ 10 năm liền, là thương hiệu uy tín, ánh sáng ở muôn nơi. Roman thật tuyệt vời, nâng cấp công nghệ mới, chọn Roman Pro thôi. Liên hệ 0968111900, truy cập roman.vn. Đèn LED chuyên dụng nhà máy Roman Pro, sáng rạng rỡ người tương lai. Bố hay đi linh tinh, bố hay đi một mình, còn không thích ở nhà, thích đi cầm bó cá. Thôi, em Mèo lại bị ho rồi, để bố lấy bổ phế Nam Hà cho em Mèo nhá. Dạ. Bổ phế Nam Hà gắn liền với tuổi thơ của bố đấy. Hồi nhỏ mỗi lần bố ho á, là bà nội lại cho bố uống bổ phế Nam Hà, vị ngọt dễ uống lắm. Em Mèo uống thử cho bố xem có giỏi không nào. Dạ. Bố ơi, con hết ho rồi nè, cả nhà mình cùng hát tiếp hả bố? Ok, nào, anh Tê Giác bắt nhịp lại để cả nhà cùng hát nào. Thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ chứa các thành phần thảo dược chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Nam Định, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan, tổ chức hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích tại quảng trường khu đô thị Ham City, quận Hai Bà Trưng. Hội chợ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10 năm 2020, thu hút 120 doanh nghiệp Việt sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Người tiêu dùng và du khách sẽ có cơ hội lựa chọn mua sắm được những sản phẩm thương hiệu hàng Việt phù hợp với nhu cầu. Hôm nào mà đi lịch mai về, tôi còn nhớ có một thống kê từ các nhà khoa học Anh cho biết là trong tuần thì ngày thứ tư là ngày mà chúng ta có thể làm việc năng suất nhất. Và chúng tôi hy vọng trên lộ trình di chuyển đến cơ quan công sở của quý vị để hướng tới một ngày làm việc năng suất thì sẽ không bị tắc đường. Và lực lượng chức năng thì hy vọng là các anh cũng sẽ làm việc năng suất nhất có thể để giúp cho các bác tài chúng ta vượt qua những điểm giao cắt một cách nhanh chóng nhất. Thực tế là từ sáng tới giờ chúng tôi cũng nhận được sự phối hợp rất là chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng, các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng đã phân bổ đồng đều lực lượng ở những điểm nóng giao thông, điều tiết, phân luồng. Mới đây nhất là một đoạn nhiều tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng xuôi về Giải Phóng. Thính giả cho biết là giao thông rất là ổn. Ông Đại Đức Phương xác nhận thông tin này ngay sau Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ là có đường toàn đường quen mà đi vẫn bị nhầm lẫn điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài lưu thông được tốt nhất có thể. Không có để ý gì đâu mà. Theo ghi nhận từ phóng viên chương trình thì liên quan đến vụ va chạm ở cầu 361 thì lúc này giao thông chỉ còn chậm chạp một chút thôi. Cũng đã có lực lượng chức năng tới để điều tiết phân luồng ở khu vực Vũ Phạm Hàm gần cầu 361 nên các bác tài phần nào chúng ta cũng có thể yên tâm. Nhưng qua vụ việc này thì chúng tôi cũng hy vọng quý vị lưu thông cẩn trọng nhất có thể để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Đường Võ Nguyên Giáp cách lối dẫn lên cầu Nhật Tân chừng 1 km, xoay bít gặp sự cố về lốp, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Đó là khu vực đường Võ Nguyên Giáp cách cầu Nhật Tân 1 km, xe buýt gặp sự cố về lốp và giao thông đang gặp cản trở theo hướng xuôi về phía trung tâm thành phố. Chúng ta chú ý quan sát để kịp thời phòng tránh. Trước đó là khu vực xa đô Đại Mỗ vẫn còn có tình trạng ùn tắc. Tuyến đường Trần Phú qua Học viện An ninh cũng vậy, giao thông gặp khó theo hướng xuôi về Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Xiển khó khăn hướng đi Quốc Sư Tiến. Đường Nguyễn Trãi chúng ta vẫn còn phải di chuyển chậm qua các điểm giao cắt, nhất là từ Nguyễn Trãi mà lên cầu vượt ngã tư Sở. Đường xá thì như một nút thắt vậy và lượng phương tiện thì xếp hàng rất đông đúc. Chúng ta phải nắm nhường nhịn lẫn nhau. Và nếu chương trình có bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng các bác tài hãy cùng với chúng tôi trợ giúp. Gia đình đến con cái.
Cha thuộc hệ địt mẹ người ta gọi này là... kiến trúc sư cha việc thuộc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi? Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu con chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ. Ống thép Hòa Phát à? Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta. Dạ. Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, đầu cống siêu bay, đặt ngay mới là ống thép Hòa Phát, cửa điện đấy, cửa điện hết đây. Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bên trên sàn Adibas, thực phẩm này không phải là thuốc mà không phải dùng để thiết như vậy. Chị Nam, sao nè, nhìn em chán nhường quá vậy? Dạ, dạo này học hành tiếp khách liên miên, sức khỏe xuống hàng, anh lúc nào cũng sung mãn. Giả bù cho em, anh có cách gì chỉ cho em với. Em lạc hậu quá, bây giờ nếu biết cách chăm sóc tốt thì luôn tràn đầy sinh lực. Quan trọng là em phải biết đầu tư. Đến đây là 30 phút rồi đấy. Để có sức chiến đấu cho công việc, chăm sóc vợ con nữa chứ. 40 mấy giờ vậy. Vậy mà có cách nào anh chỉ em luôn. Chứ lại quay lại sai cách. Toàn đầu có đoạn đường phải đây. Đi giúp sinh lực xuống hãng cho anh em bên đây. Mình mất Adibas mới của Mỹ. Mười mấy phút rồi. Em có nghe nói Adibas trước đây là rất tốt và an toàn rồi. Giờ còn có Adibas mới nữa hả? Đúng rồi, Adibas mới đầy mạnh hơn. Khang Len này làm rồi. Khang Len này làm rồi. Khang Len này làm rồi. Hết đấy ạ. Dương và thông điệp phát, giúp kích thích sản sinh testosterone nội sinh. Sơn Khang Tạc. Hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho anh em mình. Adibas mới còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe và tăng cường sinh lực làm người rất an toàn. Em còn trẻ, dùng sớm để phòng độ không bị sụt giảm theo thời gian. Dạ, có khi em chăm sóc sức khỏe sớm, lại dùng đúng sản phẩm tốt như vậy, thì em sinh lực sung mãn hơn nữa đó anh. Ủa, mà mua Adibas mới ở đâu vậy? Cứ ra nhà thuốc gần nhất nha. Adibas có bán tại tất cả nhà thuốc trên toàn quốc. Ủa, đi đâu đó? Đi mua Adibas mới liền để sung mãn nha anh chứ. Adibas mới, sinh lực sung mãn, cung cấp bền lâu. Điện thoại 1800 556 889, xem tấm này dành cho đối tượng nam giới trên 18 tuổi. Ít phút vừa qua chúng tôi vẫn nhận rất là nhiều sự quan tâm của các bác tài quanh khu vực tuyến đường Láng này, rồi Vũ Phạm Hàm, cầu 361. Thì theo khảo sát của phóng viên hiện trường của chương trình thì thông tin mới nhất là trên tuyến đường Vũ Phạm Hàm từ ngã ba Trung Hòa đến cầu 361, giao thông vẫn còn gặp khó khăn hướng đi đường Láng. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ. Đường Vũ Phạm Hàm từ ngã ba Trung Hòa đến cầu 361, giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thính giả Ngọc Thắng thì chia sẻ là vành đai 3 lối dẫn xuống Nguyễn Trãi có chiếc xe EcoSport màu đỏ đang gặp sự cố nên là giao thông gặp cản trở, chúng ta chú ý vòng tránh. Cũng ở vành đai 3, ít phút trước qua vùng Bình Bixi có xe chở gạch nhưng mà lại không che chắn cẩn thận. Thính giả quan sát thấy là gạch sắp rơi ra đường đến nơi rồi và giao thông rất có thể gặp cản trở hướng đi Mai Dịch. Bác tài nào mà lái chiếc xe chở gạch ở vành đai 3 qua vùng Bình Bixi ít phút trước theo hướng đi Mai Dịch thì chúng ta chú ý che chắn hàng hóa kỹ lưỡng để tránh đổ ra đường lại gây ra nguy hiểm cho các phương tiện khác. Ở địa bàn quận Hai Bà Trưng, tuyến đường Lê Thanh Nghị đông chậm thôi nhưng mà không tắc. Nhìn chung là sự chậm chạp cũng đang hiện hữu trên nhiều tuyến đường, nhưng chúng tôi hy vọng là chậm trong sự ổn định chứ không phải là xung đột giao thông rồi lại ùn tắc khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng đi trung tâm, khó nhất vẫn là đoạn dẫn xuống đê Nguyễn Khoái, bởi ngay trên tuyến đường Nguyễn Khoái lượng phương tiện lưu thoát thì cũng không được nhiều,